Ôi, thời tiết mấy ngày hôm nay nó khác thường. Ôi, các cái chỗ khớp chân, khớp tay đau mỏi vô cùng. Thế à? Thế thôi bác vào nghỉ ngơi đi rồi để cháu cho cả ăn nốt đi. Đấy, cho hộ bác nhé. Vâng, vâng. Bác ơi, con vừa làm tinh dầu gừng sa bóp này, cái này tốt cho xương lắm. Đây, để con bóp cho bác nhé. Bác đau ở đây đúng không? Đấy, dạ. Cái này là tinh dầu gừng nên là nó sẽ nóng nóng ấy, dễ chịu lắm. Đúng, thời tiết thay đổi nên dễ bị đau bác nhỉ, dạ. Đau nhức. Đấy, dễ chịu hẳn đi. Thế bây giờ bác đổi tay kia con bóp nó cho bác nhé. Dạ. Chỗ này ạ? Đấy, nó chỉ bị ở cái chỗ đấy. Dạ vâng. Đấy, các cái khớp. Các cái khớp ấy.